Chuồng này của anh rộng chứ. Xe là đi đường này luôn anh. Đấy, xe nó chạy qua đây này. Ừ, xe chạy qua chuồng luôn. Đơn giản như này thôi. Vâng. Chuồng này thì xong cải thiện được mà. Chuồng này xong cải thiện lên. Gần nhà quá chị ạ. Vâng. Anh mà cải thiện thành chuồng kín được thì nó cũng cái mức độ an toàn của nó cũng cao. Chuồng này sau này mình chuyển thành chuồng thịt hết. Ừ, chuồng thịt. Thế là anh dự kiến là xây khu này đúng không? Vâng. 60 nái. Để nếu góc hướng này hướng tây. Ừ thì đây đang ở hướng tây đây. Nếu mà hướng tây như này là làm đẹp nhất là cái phần quạt đây là nó để hướng này đúng không? Vâng. Phần mát là nó để hướng kia thì nó hút được cái khí mát từ núi thì nó cũng an toàn hơn nhiều. Vâng. Đấy. Thế chứ còn nếu mà anh làm ngang như này thì buổi chiều ấy cái nắng tây ấy, nó ốp vào tường này chuồng, thì cái khu lợn cái hướng chứ. Đấy nó rất là nóng. Bởi vì em đã từng tiếp xúc với những cái chuồng như thế rồi. Cái bên mà tiếp xúc với nóng nhiều ấy lợn rất hay nổ tai xanh ra. Bởi vì nhiệt độ nó nóng. Mà vẫn dùng quạt mát, vẫn dùng hút bình thường. Đấy. Thế mà cái bên nó mát thì lợn lại lạnh quá thì rất hay bị hốt. Hôm trước anh bảo em là nghĩa là chiều từ chân núi đến đây là 30 mét đúng không? Nó rơi vào khoảng 36 và 7 mét. Thế thoải mái, thế anh lắp cái dàn mát trong kia thoải mái nhưng mà anh chỉ sợ là nó thổi vào nhà thôi đúng không? Bởi vì anh muốn làm ấy. Vâng. Làm nó vào là mình về sau mình làm cái chuồng thịt bên cạnh này thì nó được cái diện tích hơn. Nhưng mà nếu mà được thì em vẫn khuyên anh làm cái dàn mát trong kia. Thà là anh ngăn ra. Ví dụ như anh làm ngắn đúng không? Rồi. Nhưng mà anh làm rộng. Thì là anh chia ra nái bên nái bầu bên này, nái đẻ ở đây, xong nó cai ở đây, xong nó thịt ở bên kia. Thì mỗi một khu ấy nó sẽ ngăn nhau bởi một bức tường hoặc là một bức tấm tôn. Thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nếu như vô tình mà nái bị làm sao, thì là lúc đấy những cái con ở cái khu bên kia mà nó cách nhau một bức tường ấy, là anh đã ngăn ở bức tường rồi mà nó muốn đi sang đấy là phải đi qua hố vôi và đi qua một lớp cửa. Thì cái bảo độ an toàn cho cái tài sản của anh nó rất là cao. Chứ còn nếu như anh làm chuồng dọc chạy dọc như thế này mà lại bảo là con nào cần thì để đầu dàn mát, con nào không cần để cuối dàn mát. Thì thực ra là cái chuồng nó dài quá ấy, thì cái tốc độ lưu thông gió nó cũng rất là kém. Thì những cái con mà ở giữa chuồng là những cái con rất hay nảy sinh cái bệnh về đường hô hấp. Đấy. Cái khoảng này thì được bao nhiêu chị? À bao nhiêu anh? Chiều dài á? Đây khoảng này này. 3 và 4 mét. Anh định lắp chuồng nái ở đâu? Chuồng nái định để đâu? Nái thì nếu mà như vừa rồi nếu mà không có anh chị với chú thì anh làm cái tướng là làm từ mé này, đẩy lên đâu này. Quạt đầu dưới kia với vâng. Dàn mát đầu dưới này. Vâng. Cho đẩy mình đẩy một chọc hết đường này chạy. Thế nóng lắm. Nóng lắm. Nóng lắm cái phần. Đây là để, bởi vì hôm trước em tư vấn cho anh cái khung gũi của đó. Chiều dài là 16 mét, chiều rộng là 2 à, dài là 25, rộng 16 đúng không? Đấy thì anh ép luôn vào đây là vừa luôn, vừa khít luôn. Còn chỗ đoạn này thì anh làm một cái chuồng thịt thoải mái luôn. Mỗi chuồng thịt chỗ này anh làm nếu mà tính ra trừ từ đây này đến đây cũng phải tầm khoảng hơn 30 mét rồi đúng không? 30 mét anh kiểu làm chuồng thịt kiểu dạng ô vuông ấy. Vuông vuông thì làm vậy thì 33 là 600 mét cũng số ít nhất khoảng 500 lợn thịt ở đây. Đấy. Thực ra thì cũng chỉ muốn là cái khu này là chuyên nái là cho nái vào đây thôi. Và nghĩa là này là mình đặt dàn mát ở trong kia. Nhưng mà nếu mà được anh chị để các anh để trong này là tốt nhất. Đấy bởi vì trong này thế là mình không đi lại nhiều. Đấy thứ hai không ai đi vào trong này cả nên là con nái là nó đảm bảo an toàn hơn. Còn ví dụ mình đặt giữa này nhá, mình lúc thì mình lại chạy bên này, lúc mình chạy bên kia là cứ đi lại, nó thành hai chiều nhưng đây mình chỉ đi một chiều thôi. Một chiều duy nhất với con lợn nó đẻ ở đây. Xong đi ra đây nó cay sữa xong nó xuống kia dùng thịt kia xuống đây dùng thịt nó xuất ra ngoài là vừa. Đấy chứ không nó không phải đi lại nữa. Dù anh chuyển lên lại đi lại xong rồi nó quanh gọi là thành một cái vòng quanh quẩn thì nó dễ bị con nái dễ bị nguy cơ bệnh tật cao hơn. Nhưng bây giờ anh nhốt từ đây nhá. Xong anh đi ví dụ xong anh làm một cái chuồng cai đây. Xong cái chuồng thịt anh để trên kia, chuồng thịt anh để đây, chuồng thịt anh để đây thì cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Mà sau này đến lúc mà mình xác định là con lợn cái lúc đầu ra ấy là nó đi theo hướng ra đằng kia thì nó sẽ không bị lướng vướng gì cái bọn này. Ủa. Chứ nhiều khi mình làm chuồng thịt ở đây mình đuổi nó đi ra ngoài kia để mình bán lại đi qua cả chuồng cai đi qua cả chuồng nái. Rồi ạ. Đấy thì không may lúc đấy nhá, thợ thịt nó vào nó cũng là một cái vấn đề rồi. Xe thợ vào. Mà sau này mình sẽ xây một cái lối đi để rùa lợn ra ngoài đấy. Và tốt nhất xe đỗ ngoài đấy. Không liên quan đến trong này bởi vì cái tài sản mình nằm trong này nó vài tỷ cơ. Nên là không làm gì được. Và tất cả chuồng lợn bây giờ nó xu hướng là có cam rồi. Chăn nuôi như thế nào hay mua bán như nào nó đều có cam hết rồi. Đấy. Mà nhà anh làm vậy quá tiện, gọn đất anh làm kiểu kia nó lại không gọn đất đâu. Anh làm vầy gọn cực kỳ kia luôn mà nó lại tránh được cái hướng tây đi là cái chuồng của mình cực mát. Đấy chứ anh mà làm ngang dọc ấy là nó sẽ làm cho cái hướng tây nó thổi vào thì nóng lắm. Nóng lắm thật. Em đây này, thằng này được đi tiêm lợn chạy 600 con rồi đi. Dãy bên này là một nửa là 300, dãy bên kia là một nửa 300. Tiêm cái dãy mà bên 300 mà hướng tây mà nó ốp vào tường ấy, lợn nó rất là nóng. Nó nóng thì dẫn đến là nó suốt ngày nó nằm ở dưới vũng nước ấy thì dẫn đến là cũng rất hay bị phổi. Mà cái bọn ở bên dàn lạnh kia thì nó lại bật đủ mát lên thì nó lại lạnh quá. Đấy. Nhưng mà thực ra là nó lạnh quá mình còn xử lý được, mình khống chế được. Nhưng mà nó nóng quá là mình không thể khống chế được. Bởi vì thực ra là cái chuồng của mình nó vẫn chỉ có từng đấy cái quạt và từng đấy dàn mát thôi. Thành ra là đến lúc mà để cho lợn nóng quá là lợn nó rất hay bị sốt, mà rất hay đầm nước. Mà đầm nước là hay bị bệnh các bệnh về đường hô hấp. Đấy.
quan trọng nó gọn đất nữa. Đấy, nhà anh làm chọn đoạn này một cái chuồng. Bây chiều dài mình chiến 25 mét rồi mà. Đấy, còn chiều rộng mình là 16 mét thì cực kỳ thoải mái. Muốn là mình làm để mình lấy cái dàn mát ở bên trong là bởi vì cái hướng kia là hướng nhanh là toàn núi đá thôi. Tây nó qua một khoảng núi rất là cao thì cái này nó chính là một lớp lưới để lọc cái luồng không khí trước khi vào chuồng cho anh, rất là nó tốt. Cái luồng không khí rất là sạch. Nhưng ví dụ như anh lấy luồng không khí gió từ đằng kia nhá. Ví dụ như đằng kia sau này nó nổ lên tầm 3 cái trại lợn đằng kia. Nó hút cái luồng gió, luồng không khí từ đằng kia quay về thì tự dưng là cái mệnh nó theo cái luồng gió nó đi vào chuồng mình. Nó rất là nguy hiểm. Đấy. Mình mặc dù là ví dụ như anh bảo là nếu mà nó là quạt gió ở đầu này nó sẽ hút mùi phân nó đẩy ra đằng kia thì nhà anh ở đằng kia nó sẽ khó chịu đúng không? Nếu mà thế thì mình sẽ có thể khắc phục bằng một cách mà. Có thể là bây giờ mình chưa có điều kiện thì tạm thời là mình cứ đẩy ra đi. Nhưng khi mình có điều kiện rồi, nếu như các trại lớn ấy, họ sẽ xây một bức tường cao lên. Và khi mà quạt gió nó đập vào cái khu, ví dụ như là nó như này, gió nó đập vào đây thì nó hất lên. Mà nó không vào chuồng, nó về hướng nam, gió nam thì nó lại đây, đi hướng này, chứ nó không vào hướng nhà mình. Đấy. Đấy. Vấn đề là gió thổi ra, nhưng mà gió thổi đấy, ra gió mà cùng với luồng gió nó chạy. Nó cũng không vào nhà mình đâu. Nếu mà phải gió Tây thì nó mới vào, hôm nào gió Lào gió Tây thì nó mới vào thôi. Vì là còn nếu mà trường hợp như mà anh muốn cản gió mà cản mùi phân vào chuồng ấy thì anh trồng dọc đằng này đi, một dãy cây keo cao lên như kia kìa. Đấy, đúng không? Kể cả anh làm chắc chắn nó không mờ thổi vào nhà mình được. Đấy. Bởi gió, cái hướng gió của mình là hướng gió Đông Nam. Đông Nam đấy nó chạy, đúng chạy hướng này luôn. Đấy, mình thổi ra phát nó lại chạy lên. Nhất là cây cối. Đấy. Đấy, làm trại nái gọn luôn trong này là mình đi chỉ một chiều thôi. Mình làm xong phát là mình đi hết chuồng thịt xong mình đi về. Ra luôn. Đấy. 16 mét nhỉ? Chiều rộng là 16 mét thì mình ngăn đôi ra mỗi bên 8 mét. Đấy, mỗi bên 8 mét thì là mình sẽ làm hai dãy. Đấy. Còn chiều rộng thì mình làm 12, chiều dài mình làm 25 mét. 25 mét thì là sẽ được đủ 60 con luôn. Đấy. Vậy cũng thoải mái. Vâng, thoải mái. Anh cứ làm theo đúng cái mô hình ấy, xong đến cơ làm đến đâu bọn em lại đến em tư vấn lên thêm cho anh đến đấy. Đấy, bởi vì anh cứ đặt cái móng trước đã. Anh cứ đặt cái móng là 16 mét rộng mới lại 25 mét dài. Đấy, xong rồi làm một cái hàng gạch ở giữa nữa. Đấy, anh cứ làm trước cái móng vậy. Ví dụ mai mốt này là anh, ví dụ như anh gửi cho cái như kiểu là cái bản vẽ đấy, đấy xong rồi mới nữa em in cái bản vẽ xong em gửi cho anh. Hôm nay đáng nhẽ là in rồi nhưng quên đấy. Gửi cho anh cái bản vẽ thì là anh sẽ dễ hình dung hơn. Vâng. Đấy. Thì trước mắt cứ đấy, anh cứ nhớ là 16 mét mới 25 mét. Là một cái ở giữa 8 mét là ngăn đôi ở giữa ra nữa là mình xây ở giữa mình xây cái bức tường lên nữa. Là ngăn đẻ riêng với bầu riêng. Đấy. Như anh chị nói như vậy là hợp lý, không mình chạy dọc thế này xong đến lúc đi vào lại đi ra. Đúng rồi. Lại đi qua một lớp lợn thịt xong lại mới vào lợn nái xong cơ. Vì bản thân là anh xác định là anh làm từng đấy lợn, anh không thuê người để mỗi người một dãy được. Mà bản thân bọn anh là người làm. Thế nên là cái con nào mà nó mang giá trị cho mình cao nhất thì là mình phải làm đầu tiên. Sau làm xong cái nó là mình chuyển sang chuồng khác. Thế chuyển sang chuồng khác thì đến lúc xong cái chuồng cuối cùng là mình đi về. Chứ còn mình cứ đi lại nó cứ thành một cái vòng luẩn quẩn ở đấy, mà đến lúc không may dịch bệnh nó xảy ra đến lúc đấy là trong chuồng là mình nó bị hết. Là nó ra đi là ra đi hết, nó rủ nhau ra đi hết. Dịch tả lợn châu Phi nói kể cả những cái bệnh khác đi. Đấy, những bệnh khác ví dụ mình đem đến là cũng ảnh hưởng rất nhiều. Đấy. Từ những bệnh tai xanh rồi những bệnh khác là nó lây lan thì nhiều hơn. Thế rồi ví dụ là tất cả những sau này là những cái lối đi lại cho mình ấy là mình phải làm hố vôi và xác định là mình vào chuồng là mình đi ủng và mình luôn luôn mình lội trong hố vôi. Để đến lúc mà mình đảm bảo được rằng là mình đi từ chuồng nọ sang chuồng kia nó không mang bệnh sang. Ví dụ như ít nhất là sau này nó bị PED chẳng hạn. Ai ôi nếu mà anh mà không làm được mà nó nổ đồng loạt 500 lợn thịt 60 con nái trong từng đấy con lợn con trong chuồng thì anh vá hết cả cái đầu. Thế nhưng mà nếu mình ngăn chặn được ít nhất là nó có thể là nó xảy ra thì nó xảy ra từ từ để mình xử lý từng góc một. Hoặc là nếu mà để tốt nhất là có thể là dãy chuồng này bị nhưng mà dãy chuồng kia không bị. Bởi vì cái PED mà nó đã nổ thì nó nổ cả lợn nái, cả lợn con và cả lợn thịt. Cái đấy nó là bệnh gì? Nó là bệnh tiêu chảy cấp. Mà cái bệnh đấy thì thực ra là nếu mà về mà hiểu về nó thì nó không gây thiệt hại kinh tế nặng nề mà nó chỉ gây tốn tiền thuốc, nhưng mà thực ra là nó khi mà bà con chưa bị bao giờ mà vấp vào ấy thì rất là hoang mang, bởi vì lợn nó sốt, nó bỏ ăn, bởi vì nó tiêu chảy do virus. Bị nhiều rồi, bị ác mà nó toàn bị vào mùa xuân thôi. Đấy, mà nó bị là nó bị đồng loạt trên chuồng mình luôn, nó không tha một con nào cả. Thế là cứ ta mùa xuân ấm áp thì đấy, cái mùa mà ẩm ướt ấy, cái mùa nồm ấy, nó rất hay bị. Thế trong chỗ anh đẹp thật đấy. Nếu mà đúng thiết kế đấy gọn chuồng luôn, đẹp thật đấy. Đấy, ví dụ cho đúng đặt chuồng nái em nhìn phát đấy, ví dụ đặt chuồng nái là đẹp nhất này. Nó được cái sông nếu mà cái suối này. Vâng. Không nước lúc nào nó cứ kịp thì làm như này cái kiểu kia sạch. Sạch. Thì đấy nên là anh em đứng đây này, anh đứng đây anh sẽ cảm thấy nên là nắng tây đang hắt vào lưng rất là nóng từ đầu luôn. Đấy, đến từ đầu thì mình xây dựng từ cái móng lên chứ còn sau này mình đến mình lại mới bỏ sửa thì chết dở. Đấy, ví dụ như anh con này mình không tư vấn cái hướng rồi mà anh làm như hướng như kia là sau này anh làm thấy cái hiệu quả nó khác biệt hoàn toàn luôn. Vẫn tất cả mọi thứ chi phí mọi thứ vẫn phải làm như thế đúng không? Nhưng khác nhau mỗi cái hướng thôi, tiện mình thấy
mình làm thì sau này nó thấy nó khó hơn rất nhiều. Nó không đảm bảo cái an toàn cho mình chăn nuôi. Lợn thịt ở đây thì sau này làm một cái cầu ở đằng kia chỗ cái ống nước kia, đuổi lợn ra phần cây keo. Mình nhanh, vừa giờ làm gì đã phải lợn thịt, đây có một chuồng. Đây một chuồng nữa thì nuôi thoải mái. Thì thế. Thì nói chung đất của nhà mình cũng đoạt. Chưa, nhưng mà ngược lại là mình phải tính đến kế lâu dài. Chứ bây giờ mà tự dưng mình làm con trường ngoang ra, sau này mình không biết đặt lợn thịt ở đâu, mà trong khi đó nhà là còn vướng con sông, còn chỗ kia nữa. Kể cả bây giờ mình chưa có điều kiện mình xây chuồng kín thì mình vẫn phải xây theo hướng của chuồng kín để chờ sau này nó có điều kiện nên lắp hoàn thiện. Chứ còn nếu mà mình không tính về cái lâu dài, sau này cứ không bỗng dưng mà đập đi xây lại được. Đúng rồi, đấy. Làm đi không phải là đập đi ấy được. Tính ra thế. Này. Cũng may là đến được sớm. Giống nhà hôm trước, nhà anh gì ở trên ấy nhỉ? Trên tận trên Mộc Châu ấy. Trên đấy thì nó mát quá, xây chuồng lạnh à, xây chuồng kín xong thì phíu hoài mất cái giàn mát. không cần giàn mát được. Nó mát quá rồi. Trên mát lắm anh ạ. Trên đấy nó mát quá rồi. Kiểu một mình trên ngọn đồi ấy, gió nó thổi rất ngày ấy. Trên đấy chỉ cần ấm thôi. Trên đấy mùa đông thì cực kỳ tốn tiền điện, nhưng mùa hè thì mát quá rồi. Nên là chỉ cần xây chuồng hở trong đó là răng thật kín lưới vào là được. Không là gió nó thổi qua lưới là mát lắm rồi. Mà thậm chí đêm là lợn còn lạnh. Nhưng mà nếu mà mùa đông thì làm cách nào thì nó lạnh. Mùa đông á, mùa đông còn đang tính là xây lò sưởi kìa. Nhà anh đấy mùa đông đang tính xây lò sưởi kìa. Không chứ, anh cứ đặt cái nền móng, đặt xong rồi bắt đầu thì bọn em gửi cái bản vẽ xong anh cứ làm dần. Tí nữa về phát qua cái vẽ và giờ giấy cho anh là cái chuồng nái là bao nhiêu mét chiều ngang, bao nhiêu mét chiều dọc để anh còn biết đặt móng không. Lúc anh mộng đặt lệch một tí thôi là đặt lệch một mét thôi là chuồng là chịu chết đấy. Đây chính lợn đây gọi là lợn cỏ này, lưng võng. Đây này anh Khánh, nó em gọi là quả dứa đấy. Đây nó cứ tròn như quả dứa này đấy, ngắn tròn lợn này, nó gọi là lợn quả dứa. Là con này thì nó khỏe, sức đề kháng nó tốt. Cháu nhà mình là đây là cháu gái của em, nó đang học năm thứ hai thôi, nhưng mà đi theo gì để đi làm để mình biết phải học cái gì. Thôi tốt nhất đừng ra chưa, đi theo chị Thúy khổ lắm em ạ, thật. Đi sớm khổ sớm lại không muốn học nữa. Thật. Cũng thú y đấy ạ. Và trước đây là em là bố bạn ấy đưa vào đời. Giờ lại đưa con kia. Trước đây là đi thi nhân y bị trượt, về anh ấy bảo là mày cứ nghe anh đi vào nghề thú y đi mà. Thế là anh ấy xin vào thú y, xong rồi cuối cùng bây giờ tiếp tục đào tạo con gái. Về ngành thú y này là hay lắm. Không, nhưng con gái vất vả anh ạ, con gái vất vả lắm, nhìn thế thôi chứ. Tốt nhất em thật con gái đừng nên theo thú y thật. Khổ lắm thật. Ngày nào mà không vất vả. Ở 300 người được có người chứ chị Thúy có phải là ai cũng được như vậy đâu. Bọn em ngày xưa đi học ấy, bằng giỏi ra trường, các chị bằng giỏi ra trường, nhưng giờ về là đi chăm chồng hết. Chả không có nghề gì bằng chăm chồng trông con thật. Bản chất ra là cảm thấy là nghề nó vất vả thật. Cảm giác như kiểu người phụ nữ ấy, nếu mà ai ưa sạch sẽ thì không theo nghề này được. Làm con lợn thì phải có mùi phân, mà đã có mùi phân thì lại phải tiếp xúc với phân. Rồi phải chuồng tiêm, mà xong bắt đầu con lợn mà anh bảo tiêm con lợn rất là vất. Mà con gái để mà đi vật nhau với lợn thì thật sự ra là vất thật. Mà xong đến lúc này còn mình còn chửa đẻ này, con nhỏ này. Thì những cái thời gian mà mình để phấn đấu cho sự nghiệp thì là mình lại phải dành cho sự nghiệp của gia đình rồi. Thì cái sự nghiệp của bản thân mình lại gác lại, mà gác lại đến lúc mà nó 30 tuổi mà sinh nở xong, gia đình ổn định. Lúc đấy mới quay ra phấn đấu sự nghiệp về ngành ấy, về nghề ấy. Thì lúc đấy nó quá muộn, thật sự nó quá muộn. Như chị đi các trại lớn thì công nghệ của họ để mà nói về bắt con lợn để tiêm thì rất là nhẹ nhàng. Nó không vất vả như những hộ dân bình thường. Chả bắt đâu anh ạ. Đơn giản như anh hiểu nhá, lợn 3 ngày tiêm sắt đúng không? Vâng. Nhưng mà ở trại ấy, họ không mất hai người như mình đâu. Họ chỉ một người thôi, đặt con lợn vào lòng bàn tay như này, vâng. Giữ như này, thế là chọc kim vào gáy thôi. Không bao giờ họ, mà thậm chí nữa, khi mà họ làm ấy, họ đã tính hết rồi. Đúng. Cái ngày thứ hai họ không bao giờ họ đẻ ra cái họ bấm nhanh luôn. Mà họ tất cả họ cứ kệ đó, để đến ngày thứ hai là đằng nào cũng mất một công bắt lợn. Mài nanh, cắt đuôi, khử trùng rốn, giỏ thuốc, cầu trùng. Cùng một công bắt lợn nhưng họ sẽ làm rất nhiều việc mà trong khi đó chỉ có một người làm, không có nhiều người làm. Đấy. Thế chứ còn mình ấy, bắt lợn lại phải vợ bắt chồng giữ, hoặc chồng giữ thì vợ tiêm, thành ra nó mất thời gian và mất công sức và rất đấy. Rất nhiều. Còn trẻ con đi theo lại cho mấy roi vụt cho bé đấy. Còn nó cũng về lại xem xem. Trước đây em làm lại không phải hai người, nhưng bây giờ toàn bộ là mình. Ba, đấy. Nói chung từ lúc hoạn đến lúc ấy một mình ấy. Cũng như là sau này bọn anh nuôi nhiều nữa rồi, đến lúc bọn anh sẽ làm được cái vây. Hàn lên một cái vây như giống như trong video mà em đi tiêm lợn ấy. Vâng. Là họ sẽ có một cái vây, họ vây nó là cái cánh cửa nhưng họ đặt làm ngang, sau đó là họ ghép với nhau vào một cái chốt. Sau đó là họ gấp gọn thành 3 khúc.
Thì đến lúc họ vây ấy, thì là họ sẽ buộc cái dây sắt ở một cái thành chuồng. Đấy, sau đó là họ dồn lợn vào, xong họ vây khép kín vào, xong lại họ buộc chốt ở đấy nữa. Thế là một mình họ vẫn tiêm được lợn, chứ không đến nỗi phải nhờ vợ nhờ con. Đúng lúc tiêm lợn là huy động cả làng. Thế mà lúc mà tiêm 600 con lợn thì huy động được ai? Mà trong cái lúc mà lợn nhà mình bị bệnh rồi nhá, mà nhờ họ đến tiêm lợn nhà mình là không nhờ được. Mà mình cũng không thể đi tiêm hộ lợn nhà người khác được. Nên là tốt nhất là cứ tự thân vận động, mà tất cả các phương án là làm thế nào hiện đại hóa lên để mình đỡ vất vả. Làm đỡ vất vả. Mà thực ra là bây giờ làm thế nào để không phải tiêm lợn là sướng nhất. Chị đã bảo là cho em hỏi là một chút về con lợn nái là nó mình lúc mình phối thế nào là nó đạt hiệu quả nhất. Em thì nói chung phối thì nó cũng bình quân tầm 12, 13 con. Nó cứ đều đều vậy. Thực ra là phối hiệu quả hay không, đầu tiên mình phải nói đến là cái con nái của mình nó là con gì. Cũng như em vừa nói là con nái siêu. Tại sao nó sinh ra con nái siêu? Ngày xưa ấy, bọn anh cũng bao giờ biết đến bí, cây bí siêu quả, cây bí siêu ngọn, đúng không? Thì bây giờ nó phân biệt là trồng bí siêu quả thì nó chỉ sản xuất về quả, trồng bí siêu ngọn thì nó chỉ sản xuất về ngọn thôi. Hoặc là bây giờ anh trồng đơn giản nhất là trồng cây ngô. Anh không thể mang hạt ngô của vụ trước, anh mang đi anh trồng thành cây ngô để nó thu hoạch được bắp ngô ở vụ sau, đúng không? Anh phải mua hạt ngô giống mà người ta đã, trong quá trình người ta đã nghiên cứu, người ta đã lai tạo để nó thành cái giống ngô F1, F2 để nó về, cũng như anh giống ngô nếp. Nếu anh mua được cái giống ngô nếp chuẩn, anh về anh giống ra bắp ngô rất to, rất dài và ăn rất dẻo, rất thơm. Nhưng nếu anh tận dụng cái ngô của giống của lứa trước mà anh dùng cái bắp ngô thì lúc đấy em đảm bảo anh chỉ lên cây thôi, không là lên bắp, đúng không? Thế thì tại sao nó sinh ra cái dòng siêu? Nó là dòng siêu, tức là nó là con nái siêu, là nó chuyên sản xuất, nó chuyên về đẻ, nó chuyên về hướng sinh sản thôi. Nó chuyên biệt về một cái cơ quan, về một cái chức năng của nó thôi. Thì thứ nhất là cái nồng độ hormone sinh sản trong người nó sẽ đạt được cao nhất. Và cái yếu tố di truyền từ con mẹ sang con về yếu tố là khéo léo, về yếu tố chăm sóc con, về yếu tố sữa, lúc nào nó cũng là ưu tiên lên hàng đầu. Bởi vì nó là con nái mà. Thế còn cái con mà nó siêu thịt thì nó chỉ sản xuất về thịt thôi, nó sẽ không chuyên về đẻ đâu. Và lúc đấy nó quay ra nó là hormone sinh sản nó kém, thì dẫn đến là nó lên giống kém, nó rụng trứng kém thì nó sẽ không đạt con. Thế nên là tất đầu tiên là nó khâu chọn giống, mình phải chọn được con nái chuẩn và mình chăm sóc nó. Đã đầu đến coi là khâu chăm sóc, mình chăm sóc nó tốt. Cái giai đoạn hậu bị nhá, em nói tính từ giai đoạn hậu bị đi, thì là mình phải chăm sóc nó, mình cho nó ăn đúng loại cám của nó để nó bổ sung đúng chất dinh dưỡng của nó, đúng hàm lượng dinh dưỡng của nó, đúng cái thành phần vitamin ADE hay là những cái thành phần khác để nó bổ trợ cho cái buồng trứng, cái dạ con nó phát triển. Chứ lại bây giờ lại nái hậu bị mà lại cho ăn cám của giai đoạn 1 hay là các loại cám của dòng siêu thịt thì nó lại chỉ hướng về phát triển thịt thôi, chứ nó có ăn quá nhiều, quá béo, quá lú, không đẻ được nữa. Như em bảo trước anh dùng cái 1072 đấy. Đấy, cái nó để tăng cường phát triển tử cung với phát triển buồng trứng. Đấy, thì mỗi loại nó có một giai đoạn khác nhau. Thế cũng như là bây giờ là tiếp theo đến cái đoạn là chăm sóc xong rồi nha. Bây giờ coi như là giống mình chọn được giống tốt rồi, chăm sóc mình chọn là chăm sóc tốt rồi, thì hai cái khâu đoạn đấy nó sẽ kích thích được tạo ra rất là nhiều trứng, và trứng nó phát triển đồng đều, hạt quả trứng nó to. Cái quả trứng nó to thì cái vỏ quả trứng nó mới mỏng, thì dẫn đến là sau này đến lúc mà nó rụng trứng xuống ấy, thì cái con tinh trùng nó mới rất dễ xâm nhập vào để nó tạo thành hiệp tử rất là nhiều con. Đơn giản nhất như ở trên người, có những người nha rụng được rất nhiều trứng nhưng quả trứng nó rất là bé, thì cái vỏ quả trứng nó rất là dày, thì lúc đấy cái con tinh trùng ấy nó không đục được. Thành ra là cái cơ hội để tạo thành hợp tử ấy, nó cũng rất là ít, đúng không? Đáng nhẽ là anh dụng được 10 quả trứng mà anh gặp 10 con tinh trùng là nó sẽ tạo ra được 10 hợp tử, đúng không? Nhưng mà đằng này nhá, cái tỷ lệ tinh trùng của mình đưa vào nó đang rất là cao rồi, thừa thãi cho cái việc là 10, 20 quả trứng dụng rồi. Nhưng mà nếu quả trứng của mình nó kém thì nó sẽ không thể tạo thành hợp tử được. Thế nên là cái khâu mà mình chăm sóc để làm sao để đủ chất dinh dưỡng để cho nó phát triển cái buồng trứng đấy, nó tạo được ra nhiều cái nang trứng và nó rụng được nhiều nang trứng cùng một lúc. Nếu bây giờ anh muốn mang chuối ra anh mời bạn bè, nhưng bây giờ cả một buồng chuối của anh chín có 2 quả mà anh có 10 người khách, đúng không? Thế thì lúc đấy anh lấy trứng, anh lấy được chuối đâu mà anh mời bạn? Thế nên là anh xác định là ví dụ như anh muốn tạo được ra 15 hay 17 cái con thì ít nhất anh phải có tầm khoảng ít nhất là phải có 20 nang trứng, để đến lúc còn tỷ lệ hao mòn thì lúc đó mới đạt được từng đấy cái hợp tử để mà thành con lợn con. Đấy, sau đấy, sau cái khâu đấy rồi thì bắt đầu mình mới tính đến khâu là chọn thời điểm giao phối thích hợp. Sau đó thì mình lại tính đến là cái tinh trùng của mình nó có tinh hay không, hay là cái tinh trùng của mình nó có mỗi nước không. Có rất là nhiều trại mua tinh trùng về nhưng mà soi ra chả có tinh trùng đâu cả. Không có tinh trùng thì làm sao mà tạo cái trứng để mà hợp tử được,
đúng không? Thế còn cái giai đoạn mà mình chọn cái thời điểm để phối giống thích hợp ấy thì mình phải là lại tính những cái giai đoạn trước là mình đã chăm sóc nó kỹ chưa. Nếu mà chăm sóc nó kỹ rồi mà nó có nhiều năng trứng rồi mà nó rộng rụng đồng loạt thì là cái biểu hiện của nó rất là rõ ràng. Nếu mà anh nhìn xa xa mà buồng chuối của anh nó chỉ chín một quả thôi thì anh rất khó phát hiện là buồng chuối kia chín rồi. Nhưng mà nếu mà buồng chuối của anh chín tầm 10 quả là kiểu gì nó cũng rộ ra màu vàng là anh bảo nó chín rồi đấy. Thì cũng như là cái việc rụng trứng, nếu mà nó rụng được nhiều trứng và rụng đồng loạt cùng một lúc thì cái biểu hiện lên giống của nó rất là rõ ràng, mình rất dễ phát hiện ra. Và lúc đấy mình sẽ chọn được cái ngày mà phối giống thích hợp nhất để nó tạo được ra nhiều hợp tử nhất. Đấy, thế cũng như là nếu quay ra đây, đây là tiện đây thì em nói luôn là nó sẽ có những cách phối giống để đạt được nhiều con đực và nhiều con cái. Đấy, cái này nó cũng có một số trại chia sẻ rồi. Nhưng mà có thể sẽ có những người mà chưa xem cái video đấy thì tiện thể hôm nay em nhắc lại. Cái việc này là em thu thập được từ cái trại mà chuyên sản xuất cái con hậu bị. Tức là trại đấy là chuyên sản xuất con nái hậu bị và chuyên sản xuất cái con đực giống. Thì là họ mới mách cho một cái chiêu này. Thứ nhất là vào đúng cái ngày rụng trứng ấy mà anh phối tinh luôn và tinh của nó là tinh mới thì nó sẽ đạt được ra nhiều con đực nhất. Đấy, bởi vì là cái ngày mà nó rụng trứng nó sung mãn nhất thì lại gặp được cái tinh mới. Thì cái tinh mới ấy, thì tỷ lệ cái con tinh trùng y ấy, nó gặp được trứng là rất là cao. Thì lúc đấy nó sẽ tạo được ra cái con đực. Thế còn nếu như cái ngày rụng trứng ấy mà ví dụ như sáng mà anh xác định là cái ngày rụng trứng mà anh sáng anh lấy tinh, nhưng mà anh để muộn hơn một tí nữa, anh sang chiều anh mới lấy, mà cái chiều anh lấy tinh mà cái tinh đấy nó lại là cái tinh cũ một tí, tức là tinh pha hôm qua như hôm nay mới lấy, thì nó sẽ tạo ra nhiều con cái. Bởi vì người ta đã nghiên cứu rồi, nếu cùng trong một cái túi tinh mà người ta bán cho mình ấy mà người ta vừa khai thác xong ấy thì cái con tinh trùng X nó sẽ đang là nhiều hơn, hoặc là có thể là cân bằng 50-50 đi. Nhưng mà cái con tinh trùng Y ấy nó chỉ sống được một ngày thôi, nhưng con tinh trùng X ấy nó sống được 5 ngày cơ. Đấy, thế nên là khi mà tinh nó cũ đi một chút mà mình phối ấy, thì nó sẽ ra nhiều con cái hơn. Thế nên là khi mà bọn anh phối như thế thì sau này bọn anh sẽ biết là nếu mà không muốn thiến lợn ấy thì mình cho ra nhiều con cái tí, mà nhiều con cái ấy sau này bán lợn ấy là có nhiều chàng được giá hơn. Em để ý rồi, mấy ông vào bắt lợn ấy, ông thường là thích cái đàn nhiều con cái. Vâng. Đấy, cũng không thì mấy ông cũng bảo là nó ngon. Mà tinh trùng công nhận là đến cơ khi lớn lên cũng không khác gì nhau. Con trai cũng chỉ khỏe được lúc thôi, con gái người ta bền bỉ sống dai. Đấy vì sao các cụ ông người hay bất chấp các cụ bà ấy. Thế nên là tại sao mà kể cả trên con người hay trên con động vật nó áp dụng gần như giống nhau. Muốn đẻ được con trai hay là muốn sinh được ra nhiều hợp từ đực thì là đầu tiên nó là phải bổ sung những cái dòng dưỡng chất để phát triển được cái buồng trứng, để nó tạo ra được cái quả trứng to nhất, mọng nhất và nhiều trứng nhất, sau đó nó rụng đồng loạt. Như đứa bạn của em, anh bảo ăn rồi tiêm kích trứng, xong đó đến lúc hút trứng được hẳn một quả. Xong đó một quả đấy thì lại gặp được một con tinh trùng ra đây, thì dù là cái hợp tử đấy nó yếu hay nó kém hay là nó khỏe thì vẫn phải cấy vào con người. Bởi vì nó mình có một lựa chọn nhất mà mình đã mất 200 triệu rồi, mình không thể bỏ được. Thế nhưng mà nếu có những người mà nó chọc được hẳn mười mấy quả trứng và tạo được ra tầm 4-5 đến thậm chí đến 8 cái phôi khỏe thì lúc đấy người ta sẽ lựa chọn cái phôi khỏe nhất để người ta cấy đã. Thì thường tại sao người ta nói là những người mà hay đi thụ tinh nhân tạo ấy, người ta sẽ chọn được ra những cái đứa con thông minh nhất. Bởi vì cái đứa đấy là từ quả trứng khỏe nhất và từ con tinh trùng khỏe nhất hợp lành với nhau thì nó sẽ tạo được ra đứa con khỏe mạnh và thông minh nhất. Thế còn sẽ có những cái người mà hiếm muộn ấy, mà đến nỗi mà vợ cũng chẳng có trứng mà chồng thì cũng chẳng có tinh. Đấy, thành ra là đến lúc đấy mà có làm các phương pháp nhân tạo để nó tạo được ra một quả trứng thì nó cũng rất là tốn kém rồi. Thành ra là lúc đấy có khỏe hay yếu hay là sứt mẻ đùi queo thì cũng phải chấp nhận hết. Thì con lợn nó cũng thế mà. Thế nên là tại sao mọi người hay nói đến là mọi người có thể dùng những cái chất bổ dưỡng, ví dụ như bên em bán cái kích lên giống ấy, có thể là mọi người dùng nhưng mà mỗi nhà sẽ ra một kết quả khác nhau. Bởi vì là nó sẽ phụ thuộc vào cái con giống của nhà này, nó sẽ phụ thuộc vào công tác mọi người cho ăn hàng ngày. Bởi vì cái cám cho ăn hàng ngày nó rất là quan trọng. Cái cám nếu mà mình chăn cám tốt thì cái con lợn nó phát triển rất là tốt. Nhưng nếu mà mình cho ăn cám không tốt thì dù thuốc của em có tốt đến đâu thì nó cũng không thể nào kích thích được nhiều trứng như thế, đúng không? Đấy, bản thân là nó hiểu là như thế. Thế rồi nó có liên quan đến thời tiết, liên quan đến nọ kia. Bởi vì là anh ăn cám cả mấy tháng rồi mà chăn thuốc của em có mấy ngày thôi mà đòi dụng nhiều trứng, thế thì em thuốc của em mà tốt thế thì coi mà em bán nhiều lắm. Lại cho em hỏi thế là hạn như mình giúp cái lứa đầu này mình dùng thuốc, nhưng mà sang lứa sau nó cũng dựa vào cái thuốc này nó lên giống,
Nhưng mà sang lứa 2, lứa 3 nếu mà không có thuốc liệu nó có lên được không? Nó chỉ bị phụ thuộc khi anh dùng hormone sinh sản thôi. Còn những cái dòng thuốc mà bọn em bán nó không phải là thuốc mà nó là những cái dòng dinh dưỡng. Nó gọi nôm na như con người nó gọi là thực phẩm chức năng ấy. Thì là nó chỉ bổ sung để giúp cho cơ thể nó cái tức là cái thực phẩm đấy nó sẽ đi về đâu. Ví dụ như A, D, E thì nó sẽ đi về cơ quan sinh sản. Chứ không thể A, D, E mà đi qua về cơ quan tiêu hóa hay là tim mạch được, đúng không? Thế nhưng mà ví dụ như B12 thì nó đi vào máu, đúng không? Thế rồi B6 thì nó đi về đâu? Đấy, thì mỗi một cái dinh dưỡng nó sẽ đi vào một cơ quan đích. Thì mình sẽ chọn những cái dòng dinh dưỡng nào để nó đi vào cơ quan đích mà mình cần. Sau đó là mình bồi bổ cho nó để nó ăn hàng ngày, cho nó dùng một thời gian để nó kích hoạt cái cơ quan đích đấy, nó vận động và phát triển lên. Đấy, chứ còn nếu mà dùng cùng một loại thuốc mà phát triển được đầy đủ tất cả các chức năng thì cần gì phải nhiều thuốc, đúng không? Nhưng tại sao là colistin nó chỉ tác động đến đường tiêu hóa thôi, chứ nó không đi vào máu. Nó không đi vào máu thì nó không thể đi đến cơ quan khác được. Đấy, thế cũng như là ví dụ như amoc thì nó vừa là đi qua đường tiêu hóa nhưng nó lại vừa được đi vào máu, thì nó mới đến tim, đến khớp, mới đi đến những cái bộ phận khác, hoặc đi đến những cái ổ viêm. Amoc thì nó đi mạnh vào ổ viêm. Nên là mỗi một loại thuốc, mỗi một loại kháng sinh, mỗi một loại dinh dưỡng, mỗi một loại vitamin nó sẽ tốt cho một cơ quan đích khác nhau. Ví dụ như muốn bổ mắt thì phải dùng A, muốn bổ xương thì phải dùng D, đúng không? Mà muốn cấp cho cơ quan chức năng thì người ta gọi là ADE. Đấy, mà ADE thì nó lại còn AD3E nữa cơ, D khác mà D3 lại khác. Đấy, hay là canxi thì nó chỉ đi vào xương thôi, nó giúp bổ sung canxi để đi vào xương thôi. Nhưng mà muốn bổ sung được canxi, muốn hấp thụ được canxi thì bắt buộc lại có phải có D3. Đấy, thế nên là nó thực ra là nó rất là hiểu, mà những cái đấy nó nằm ở trong đầu của những nhà nghiên cứu rồi. Mà mình bây giờ đang là người sử dụng và cũng như bọn em là người bán thì là mình hiểu được đến đâu thì mình hiểu, còn mình không hiểu được đến đâu thì mình tìm hiểu dần dần. Chứ còn thực ra là việc ai người ấy làm, việc các bác nghiên cứu thì các bác cứ nghiên cứu, còn mình chỉ biết là sản phẩm này nó đã tốt ở việc này thì mình cứ dùng thôi. Cho hỏi thêm ý nữa là chẳng hạn như kiểu khi mà con lợn nó sắc đẻ, mình tiêm vào cái thời điểm trước thời điểm hay là cái sau thời điểm nó tốt? Anh tiêm cái gì ạ? Amoc trong cái thời điểm chẳng hạn như hôm nay nó đẻ, nhưng mà mình tiêm trước một ngày hay là tiêm trong lúc đương đẻ hay là sau 2 tiếng mình mới tiêm? Bản chất của Amoc thì là thường là bắt đầu từ lúc anh tiêm là nó phải sau tầm khoảng 20 đến 24 tiếng thì cái thuốc Amoc đấy nó mới phát huy được tác dụng. Thì bây giờ là mình sẽ tính như phương án là như này. Mình cứ tính chọn thời điểm là tính lúc bắt đầu tiêm. Thì cái Amoc ngày xưa ấy, thì là nó sẽ sau tầm 20 đến 24 tiếng nó sẽ phát huy được tác dụng tối đa của Amoc. Thì tức là lúc đấy là nó có viêm thì nó mới chống được viêm, đúng không? Thế nhưng thế thì anh hiểu là nếu như ngày xưa thì là đẻ xong, con cái ổn định, mẹ ăn uống khỏe mạnh, lúc đấy người ta mới tiêm Amoc. Thì thực tế ra là cái lúc mà nó đang đẻ ấy, là lúc đấy nó đã bắt xuất hiện ổ viêm rồi. Bởi vì là cái sự ma sát giữa con và tử cung, rồi vi khuẩn nó phát triển, thế rồi là rau thai máu, có nghĩa là những cái gọi là cái sản dịch đấy, nó đã là những cái môi trường để cho vi khuẩn nó phát triển rất là mạnh. Thì thực ra là lúc đấy nó đã nhen nhóm những cái ổ viêm rồi. Thế mà lúc đấy mình mới tiêm Amoc thì đến tận ngày mai Amoc mới phát huy được tác dụng. Lúc đấy là nó thường là người ta gọi là bị hơi muộn rồi ấy. Đấy, thế nên là bọn em hay hướng dẫn mọi người là tiêm trước một ngày. Tức là mai đẻ thì hôm nay tiêm đi, để đến lúc mai mà xuất hiện ổ viêm một cái là Amoc nó đi đến đích luôn rồi, là nó tiêu diệt được sớm đi rồi, thì nó sẽ hạn chế được cái việc viêm đi. Thế nhưng ngược lại thì đến hiện tại bây giờ có rất nhiều các loại Amoc mà nó có những cái tá dược tốt mà nó phát huy tác dụng chỉ sau 4 đến 6 tiếng thôi. Thế nên là mình có thể lựa chọn những cái dòng sản phẩm đó. Thế còn nếu như mà mình mua các sản phẩm mà mình cảm thấy không tự tin là sản phẩm nó sẽ phát huy tác dụng ngay, tác dụng sớm, thì tốt nhất là mình nên tiêm sớm đi một ngày. Thế còn nếu như ví dụ như bên em đang có một số cái sản phẩm ấy là Amoc hoặc Amoxen mà nó được bổ sung những cái tá dược tốt đấy để cái con đường và cái tốc độ tác dụng thuốc ấy nó nhanh hơn. Như ví dụ như ngày xưa ấy là nó sẽ phân ra là cái tế bào của con vi khuẩn ấy nó sẽ có một cái lớp vỏ này. Xong nó có một cái thành tế bào này, xong nó bắt đầu mới đến nhân này. Thì bây giờ là cái Amoc nó vào nó phải bóc cái lớp vỏ đầu nhất. Lại bóc cái tiếp cái lớp thứ hai nó mới đi được vào nhân. Thì bây giờ những cái Amoc bây giờ nó bổ sung cái tá dược ấy, là cái tá dược đấy nó sẽ làm cái nhiệm vụ đó là bóc mở cửa ra, mở hết tất cả các loại cửa, mở cổng, mở cửa đi. Thì lúc Amoc nó đâm thẳng vào nhân, nó đã tác dụng rất là nhanh. Hoặc là ví dụ như là sẽ có cái trường hợp là tiêm Amoc nhiều thì nó sẽ bị nhờn, thì nó cái thành phần tá dược đấy nó sẽ giúp chống nhờn. Và cái nữa nó là có thể là Amoc nó sẽ giúp tiêu diệt trong cái vòng này vi khuẩn thôi,
Nhưng mà nếu mà Amoc mà kết hợp với Zenta đấy, thì nó sẽ giúp tiêu diệt cái vòng vi khuẩn nó rộng hơn, nó sẽ phát huy tác dụng được tối đa hơn đấy. Mà nó cũng chỉ đắt hơn một tí thôi, mà nó sẽ chống nhờn cho mình. Ví dụ như anh tiêm Amoc thì nó nhờn rồi, nhưng mà khi anh tiêm Amoc Gen thì nó có khi lại không nhờn đâu đấy. Thế còn thực ra là mình, nếu mà mình chăn nuôi an toàn sinh học tốt ý, mình làm an toàn sinh học tốt ý, thì trong chuồng của mình nó cũng sẽ hạn chế được các loại vi khuẩn rất là nhiều. Độ ẩm và nhiệt độ ở trong chuồng nó duy trì ở mức độ ổn định, nhất là cái độ ẩm ấy mà nó ổn định ấy, thì vi khuẩn nó sẽ khống chế được rất là nhiều. Chứ còn nếu mà chuồng mà anh để ẩm ướt ấy, thì tạo điều kiện rất tốt cho vi khuẩn phát triển, thì lúc đấy tất cả những cái bệnh đều có thể xảy ra. Thế còn nếu mà mình cứ khống chế được độ ẩm, thế nên là tất cả các chuồng kín là mình phải có cái đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm. Thứ nhất là nhiệt độ nó duy trì ở cái nhiệt độ nào là thích hợp cho đối với con nái, nhiệt độ nào là duy trì thích hợp cho con thịt. Thế sau đó là duy trì độ ẩm. Độ ẩm nó lý tưởng nó là ở từ 60 đến 80%. Đấy. Mà nó đẹp nhất là từ khoảng 60 đến 70. Đấy. Thì là mình lựa chọn cái độ ẩm cho nó phù hợp. Đừng để nó ẩm quá. Ẩm quá thì nó rất nhiều bệnh sinh sôi. Tại sao là mùa xuân rất hay bị các bệnh linh tinh. Nhưng mà mùa hè nó nắng như này nó ít khi bị mà. Mùa hè này thường nó chỉ bị các bệnh về đường hô hấp thôi. Bởi vì là nhiệt độ nắng mưa thay đổi, nắng rồi hôm lạnh rồi ngày thì nóng, đêm thì lạnh, thì dẫn đến là cái đường hô hấp nó phát triển, đường hô hấp nó không thích nghi kịp thì nó sinh ra các bệnh về đường hô hấp. Thế còn nếu mà về mùa xuân là cái mùa nhiều bệnh nhất. Chính mùa đông mà lạnh quá thì còn đỡ bị bệnh hơn là mùa xuân. Lại cùng cho em hỏi thêm nữa là khi đẻ mình có nên can thiệp vào nhiều quá không? Nếu như mà anh dùng những cái con nái mà anh tận dụng những cái con gọi là con là lợn ba máu ấy, con lợn thịt ấy mà anh gây thành nái ấy, thì thường là anh không muốn anh vẫn phải can thiệp. Thế nhưng mà nếu như anh đã chọn được những cái con nái siêu rồi thì nhiều khi là cho anh can thiệp thì cũng không cần. Bởi vì nó bản thân nó là cái con siêu đẻ rồi. Thì khi mà nó là mang gen giống của những cái con siêu đẻ rồi thì nó đã được hoàn thiện về chức năng sinh sản, về hormone sinh sản, về nòi giống, về chất lượng sữa và về cái bản năng làm mẹ. Đấy, nó đã rất tốt rồi. Và những cái con nái anh bảo là những cái trại người ta nuôi hàng 1.600 nái, thời gian đâu người ta đi móc lợn. Đẻ thì cứ đẻ thôi, không có thời gian đi móc đâu. Bởi vì cái xương chậu của nó phát triển rất là hoàn thiện. Đấy. Thế nhưng mà mình hay bị là do là mình tận dụng lợn thịt thành lợn nái. Cái xương chậu nó hẹp bởi vì con lợn thịt làm thế nào để cho thịt phát triển nhiều nhất là được. Chứ còn xương, bộ khung xương của nó không quan trọng lắm. Thế nhưng mà cái con nái thì có thể là gầy gầy một tí, dòng dòng người một tí cũng được. Nhưng mà cái xương của nó là rất là quan trọng. Đấy. Thế nên là những cái con nái siêu mà đã chọn được những cái dòng nái chuẩn thì không có chuyện phải móc đâu. Ít lắm, hiếm lắm. Trừ khi là con lợn nó bị quay ngang thôi. Thì mình chỉ cần thò tay vào để xoay con lợn nó đúng hướng rồi xong nó lại tự đẻ ra thôi. Nó rất ít khi phải trường hợp đấy. Còn thực ra là những lúc cần thì bắt buộc mình vẫn phải làm. Nhưng mà nếu mà mình những cái con lợn nào mà mình đã phải can thiệp thì những con đấy là mình phải xác định là chống viêm thật tốt. Bởi vì thứ nhất là tay của mình này, lúc mà mình làm ấy, nó liên quan đến móng tay rồi những cái vết chảy xước ở trên tay của mình nó sẽ làm tổn thương cái tử cung. Thì dẫn đến là những cái chết chảy xước đấy nó sẽ làm viêm. Thì dẫn đến là mình phải chống viêm tốt. Bởi vì là cái môi trường của âm đạo của con lợn sau khi nó đẻ ấy, nó là cái môi trường rất thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Bởi vì nó có máu, nó có mủ, nó có những cái sản dịch. Thế còn anh yên tâm là nếu mà anh chọn được con nái thuần thì anh không phải móc. Nó cứ đẻ toàn toàn. Không phải lo lắng gì. Bởi vì nó là trước đây thì em chỉ dùng con lợn thịt gọi là gây lên nái. Nhưng mà nói chung là nó đẻ thì nhiều người bảo là nó đẻ kém, đẻ ít con nhưng mà em cũng đẻ được. Còn mấy đứa bè cũng được nhưng mà có mỗi cái là nó đẻ là mình phải can thiệp. Nó có con đẻ nhanh, con đẻ rất là lâu mà mình phải hỗ trợ nó mới ra được. Nó do cái tốc độ co bóp tử cung, nó do cái hormone sinh sản đấy, nó do cái cơ quan chức năng đầu não của cái điều tiết cái hormone sinh sản đấy. Ví dụ như con lợn ấy, tại sao mà người ta bảo đẻ xong cho con nó bú nó sẽ tạo ra cái phản xạ thần kinh để tiết ra cái oxytocin giúp co bóp tử cung và lại đẩy những con tiếp lợn tiếp theo ra. Đấy là một cách tự nhiên nhất mà mình không cần phải can thiệp oxytocin bên ngoài. Đấy, thế nhưng mà ví dụ như các trang trại lớn ấy, anh bảo người ta nuôi hàng nghìn con lợn, hàng trăm con lợn nái, người ta nuôi là người ta không thể tự làm được, người ta phải thuê người. Mà thuê người thì nó chỉ có giờ hành chính thôi, chứ không ai thuê người đi làm đêm được. Mà trong khi đó con nái thì bản năng của nó là toàn đẻ đêm. Thế nên là anh yên tâm là tất cả những trang trại lợn lớn là người ta đã áp dụng như vậy rồi. Người ta không bao giờ người ta phải lo đi đỡ đẻ lợn đâu. Quê cứ đẻ thì mày đẻ thôi, sáng hôm sau ra là một đàn lợn con nốc nhóc rồi. Mà thường là các trại lợn người ta ít rất ít khi cắt rốn. Em làm hướng dẫn ấy, em hướng dẫn mọi người cắt rốn. Nhưng mà bản thân trong những trại lợn to,
họ ít khi cắt lắm. Bởi vì bản thân là họ toàn thuê người, mà cái người làm thuê ấy, thì họ không làm cho mình đến nơi đến chốn đâu, phải chia sẻ thật là như thế. Họ chỉ làm hết giờ là họ về thôi. Hết giờ về hoặc là đủ thôi, đúng quy trình thì mà không cắt như theo em nghĩ, nếu mà chẳng hạn nó đẻ tầm 14 15 con thì con nó quấn dây rốn con kia. Nó đứt sẽ nó đứt cái dây rốn đấy. Đúng rồi, sẽ có tỷ lệ mà, tỷ lệ những con đứt và nó chảy máu ồ ạt là nó chết luôn mà. Nếu mà dây rốn mà mình không can thiệp là chết con đấy, chảy máu ấy. Thế nhưng mà ngược lại là mình chăn ít thì mất một hai con mình sót, nhưng người ta chăn nhiều mất một hai con người ta không sót. Mà trong khi đó mà cái lúc mất thì người ta không được nhìn thấy của mà bị mất ấy, mà mình nhìn thấy nó mới sót. Chứ còn cái của mất mà không nhìn thấy không sót đâu, bởi vì người ta nhiều lợn quá, người ta thuê người làm rồi, người ta có được nhìn thấy lợn mất đâu mà người ta biết. Mà thậm chí là lợn đẻ bao nhiêu con thì nó báo là lợn đẻ 12 con là biết 12 con, nhưng có đâu biết là lợn đẻ 16 con thì chết mất 3 con, còn 13 đâu. Đúng không? Đúng không? Chính xác. Đi trại thì em gọi là chỉ nghe người ta nói, bây giờ chủ yếu là khoán sản hết. Chẳng hạn như là cứ nó đã khoán tầm 12, 13 con là nếu mà trên thì lại được thưởng. Người ta sẽ khoán theo đầu con lợn cai. Tức là tôi không cần biết ông chăm sóc con lợn bầu như thế nào, con lợn đẻ như thế nào. Tôi chỉ yêu cầu anh là đến lúc tôi đẻ 10 con, đợt này có 10 con nái đẻ, là tôi yêu cầu là 120 con lợn cai. Anh đạt thì là anh được từng này, anh không đạt thì anh bị phạt từng này, mà nếu anh vượt quá thì sẽ thưởng từng này. Thế thôi. Thế nên là người ta sẽ khoán trắng như thế, thì là tất cả mọi người sẽ tự có ý thức để chăm sóc con lợn của mình. Làm được thì hưởng lương tốt. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Giống như anh bảo đóng gạch cay ấy, đúng không? Ông đóng ngày 100 viên với ông đóng ngày 500 viên lương bằng nhau thì thằng nào nó đi đóng 500 viên đi ông. Thế nhưng mà anh cứ thử khoán em 200 đồng một viên cho em. Ông hồi hục đóng cả ngày cả đêm. Không biết mệt mỏi là gì. Thì cho em hỏi tí về cái vaccine đi. Bọn em thì nói chung là bọn em thì có lại cũng vào nhưng mà tỷ lệ vào ít lắm. Là như theo chị thì bọn em vào khoảng mấy cái vaccine trên con lợn đấy này kia để đảm bảo mua. Cái vaccine trên con lợn thì nó thực ra là anh chưa tiếp xúc với lợn nhiều ấy, nên anh sẽ cảm thấy thế thôi. Nhưng khi mà anh đã chăn nuôi quy mô lên rồi ấy, thì lúc đấy ấy, không phải em đâu, mà sẽ có rất nhiều các công ty vaccine người ta đến người ta tư vấn cho anh. Bởi vì thực ra là cái quy trình tiêm vaccine ấy, nó sẽ phụ thuộc vào dịch tễ của chuồng. Ví dụ như chuồng của anh chăn nuôi lâu năm chưa, hay chuồng của anh mới xây. Ví dụ như là tới anh xây chuồng 60 nái, mà 60 con nái của anh là mới tinh đình, thì người ta sẽ hướng dẫn cho anh tiêm theo một quy trình. Nhưng nếu mà vẫn 60 con nái đấy mà nó sau 3 năm rồi, người ta sẽ hướng dẫn cho anh một quy trình khác. Mà bắt buộc cái quy trình vaccine nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố và dịch tễ của cái chuồng nuôi mà mình vừa mới xây, mình vừa mới chăn. Nhưng mà nếu ví dụ như nái của anh mà anh vào cái chuồng của anh bảo là bây giờ anh xây cái chuồng này anh chăn nuôi được 6 năm rồi, bây giờ anh vào tiếp 60 con nái họ bị lừa bới, thì mặc dù là 60 con nái đấy là mới tinh đình, nhưng mà nó lại về cái lèn chuồng của anh mà chăn nuôi đã từng 6 năm rồi, thì chắc chắn cái quy trình vaccine của nó sẽ khác. Thế nên là em xin phép là cái câu hỏi này ấy, thì đợi đến khi nào mà anh vào lợn thì em về em tư vấn tiếp. Đấy, bởi vì bây giờ em có nói nhiều anh không nhớ được đâu. Nó loạn đấy, thật sự ở đây thế. Bây giờ cái quan trọng nhất là anh nhớ là mai đặt móng chiều dài bao nhiêu mét và chiều rộng bao nhiêu mét để xây thành cái chuồng. Không cái lúc mà lại đặt móng nhầm là nguy hiểm lắm. Nhiều điểm hay thắc mắc mà cũng hay va chạm, mình cũng không biết xử lý kiểu nào. Như chẳng hạn như tiêm chống viêm, người thì bảo trước, người thì bảo sau khoảng 2 tiếng, nhưng mà em không rõ kiểu nào. Cái người bảo trước ấy thì lại không giải thích cho anh lý do vì sao phải tiêm trước. Mà cái người bảo sau ấy thì không giải thích cho anh lý do phải tiêm sau. Thế nhưng mà vấn đề là hiện tại bây giờ thì mỗi một bác sĩ sẽ có một quan điểm cá nhân riêng. Thế nhưng mà ngược lại là khi mà anh nghe quan điểm của họ mà anh cảm thấy nó hợp lý với cái chuồng của anh không. Ví dụ như chuồng của anh là tiền sử không bao giờ bị viêm thì có thể là anh tiêm vào giai đoạn nào cũng được. Nhưng mà nếu tiền sử của anh mà chuồng là rất hay bị viêm thì chắc chắn là anh sẽ phải lựa chọn một phương án cho hợp lý. Thế nên là thực ra là cái phương pháp điều trị như thế nào là do bản thân cái người chủ trại sẽ quyết định. Bởi vì là họ là người nắm rõ nhất cái dịch tễ trong chuồng của mình. Thế còn cái phương án mà đề ra, phác đồ đề ra đó là do người bác sĩ thú y đề ra. Nhưng mà bác sĩ thì chắc chắn là người ta bảo nắm thầy nhiều ma mà, nắm cha thì con khó lấy chồng. Thế nên là sẽ mỗi một thầy, mỗi một bác sĩ sẽ có cho mình một cái phác đồ riêng. Và bản thân bọn em cũng thế thôi. Ví dụ như em, có thể là em vẫn làm nghề 8 năm, nhưng mà em sẽ đi được 1.000 trại. Thế nhưng mà sẽ có những người mà làm nghề đến 20 năm, nhưng mà một trại chưa bước tới. Thì chắc chắn là mỗi người sẽ có một quan điểm riêng, đúng không? Thế nên là thực sự ra là bọn anh sẽ phải nghe từ nhiều hướng. Và chính các anh mới là người quyết định tiêm hay không tiêm và tiêm như thế nào. Chứ còn bản thân là ai cũng muốn là người ta làm theo phương án của mình. Thật sự là như thế. Đấy. Thế nhưng cũng như bản thân em thế thôi. Khi mà lợn bị bệnh
đã hỏi ý kiến em rồi thì tôn trọng và nghe theo phác đồ của em. Thì đến lúc mà nó khỏi hay không khỏi thì bọn em sẽ có những cái phương hướng xử lý cho mọi người. Chứ còn bây giờ ví dụ như hỏi em lợn bị tai xanh, em đưa cho phác đồ này, nhưng đến lúc về lại bê một phác đồ khác vào tiêm, xong đến lúc không khỏi lại bảo là ừ, cô cho tôi cái phác đồ tiêm chả khỏi đâu. Thế thì lúc đấy thì em chả biết phải xử lý như thế nào. Bây giờ hỏi một đằng về mình làm một chỗ thì không đúng, lúc mà nó hỏng đi nó chả biết là nói ai, chỉ nói cái người mà người ta bảo mình thôi. Thì đúng rồi. Nên là quan trọng là anh phải hiểu biết, mình phải biết được. Đấy, quan trọng. Em vẫn khuyên mọi người là nên nghe từ nhiều hướng, bởi vì hiện tại bây giờ trên phương tiện công nghệ 4.0 cũng như là trên báo đài cũng như là trên TV bây giờ nó có rất nhiều cái để mình có thể cập nhật kiến thức. Chứ nó không như ngày xưa là chỉ phụ thuộc mỗi vào cái việc là người nông dân tiếp xúc với người nông dân, hoặc là sau này thì có nhân viên công ty cám đến tiếp thị. Đấy. Còn bây giờ thì ngoài cái việc là bác sĩ thú y ở đây này, ngoài cái việc của bác sĩ của bên cám đến này, thì nó còn báo đài, còn phương tiện thông tin truyền thống. Cũng như ngày xưa kênh của em làm gì có, nên bà con có được tham khảo đâu. Cũng chỉ biết đến các thầy rồi các chương trình ở trên kênh Bạn Nhà Nông, VTC16. Thế nhưng mà bây giờ tất cả có rất là nhiều trang mà do cá nhân lập lên. Ví dụ như Anh Nông Dân 9X, Chú Y Trần Thúy, rồi Thú Y Xóm. Nói chung là nhiều kênh lắm. Thì là mọi người cứ nghe đi và cứ tham khảo đi. Và đến lúc mà mình sẽ lựa chọn cái phương án nào nó phù hợp với trường của mình. Cũng như là thịt chó, mỗi vùng nấu một món mà. Thịt chó vị Việt Trì nó khác, mà thịt chó Ninh Bình nó khác, mà thịt chó Hà Nam nó lại khác. Thế nên là thực ra là nó cứ làm như thế nào là nó phù hợp với cái gia đình và cái điều kiện hoàn cảnh cũng như là cái dịch tễ của mình.